Xin chào những người anh em mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Vào đêm hôm nay, rạng sáng ngày mai, MU sẽ có chuyến hành quân đến sân của Barca. Đó sẽ là một trận đấu vô cùng cam go. Và tất nhiên, nội dung bản tin hôm nay sẽ xoay quanh trận đấu này. Barca và MU đẳng cấp lên tiếng. Trong quá khứ, cuộc đối đầu giữa Barca và MU hầu như chỉ diễn ra tại Champions League. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, cả hai đội đều dần rơi vào khủng hoảng và đang trong quá trình tái thiết, dẫn tới màn tái đấu tại đấu trường Europa League đêm nay. Barca được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ với thành tích dẫn đầu La Liga mùa này. Đặc biệt, họ vẫn chưa thua trên sân nhà mùa này tại giải quốc nội và tự hào vì có hàng thủ tốt nhất Tây Ban Nha. Trong khi đó, MU cũng đã có những bước phát triển vượt bậc dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Tuy nhiên, hành quân tới Camp Nou chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Với lợi thế sân nhà cùng khả năng kiểm soát bóng tối ưu, Barca khả năng cao sẽ là đội nắm thế chủ động từ sớm. Trong khi đó, Quỷ Đỏ sẽ chơi phòng ngự phản công, rình rập và cố không để bị thủng lưới. Theo phân tích của siêu máy tính Opta, cơ hội chiến thắng ở trận lượt đi của Barca là 54,1%, vượt trội so với con số 23,4% của MU, trong khi tỷ lệ hòa là 22,5%, cho thấy nhiều rủi ro vẫn đang chờ thầy trò huấn luyện viên Xavi. Xét về tương quan lực lượng và phong độ của hai đội, các chuyên trang thể thao quốc tế đánh giá đây là một cặp đấu khá cân tài cân sức. Do đó, kết quả khả năng sẽ không có cách biệt lớn. Một vài dự đoán tỷ số trận Barca đấu với MU như sau. Trang Sportbot, Barca hòa 2 đều với Man United. Trang Evening, Barca thắng 1-0. Trang WhoScore, dự Barca hòa 2 đều với Man United. Với cá nhân tôi nghĩ thì đây cũng sẽ là một trận đấu có kết quả hòa. Còn theo anh em thì tỷ số trận này sẽ như thế nào nhỉ? Ten Hag báo tin vui trước đại chiến. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có những chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận MU làm khách trên sân của Barcelona ở lượt đi vòng Playoff Europa League. Tình hình lực lượng của MU ra sao thưa ông? Tôi nghĩ Mark Tierney và Anthony đang trên đường trở lại. Họ sẽ trở lại sân tập và cuối tuần có thể Mark Tierney sẽ có mặt trong đội, rồi đầu tuần sau có thể là Anthony. Ông sẽ chọn ai thay thế Martinez bị treo gió? Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều lựa chọn để sắp xếp. Chúng tôi có thể sử dụng Luxor ở vị trí hậu vệ cánh hoặc trung vệ. Chúng ta đã thấy điều đó vào cuối tuần trước. Cậu ấy có thể làm tốt cả hai vai trò. Tôi sắp xếp đội hình tùy thuộc vào từng đối thủ. Họp báo cùng với Ten Hag còn có hậu vệ Luxor. Và phóng viên đã hỏi, hai người đánh giá như thế nào về Barca? Luxor: vâng, đó là một trận đấu lớn và là trận đấu mà tất cả chúng tôi đều mong chờ. Tôi nghĩ đây sẽ là một bài kiểm tra quan trọng. Nó sẽ cho chúng tôi thấy chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi đã sẵn sàng. Huấn luyện viên Ten Hag: tôi nghĩ Barca cũng là một câu lạc bộ khó để dẫn dắt, nhưng tôi nghĩ họ đang chơi thiếu bóng đá tốt nhất của họ trong vài năm. Bạn có thể thấy tầm ảnh hưởng của cả Johan Cruyff ở đây. Rõ ràng khi bạn nhìn vào số liệu thống kê của Barcelona, nó rất ấn tượng. Họ phòng ngự tốt, nhưng tôi nghĩ kỹ năng lớn nhất của họ là kiểm soát bóng. Khi bạn có bóng, đối thủ không thể ghi bàn. Luxor, cậu nhận xét thế nào về phong độ của mình? Tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi, mà cả đội trong hai trận đầu tiên của mùa giải đều chơi không đúng với phong độ. Chúng tôi đã học được nhiều điều từ đó để cùng nhau tiến bộ và tôi nghĩ điều đó đang thể hiện trong màn trình diễn của chúng tôi. Huấn luyện viên thực sự rất tốt. Ông ấy đã tin tưởng vào tôi và tôi muốn đền đáp điều đó bằng những màn trình diễn của mình. Ten Hag, ông đặt mục tiêu gì cho trận đấu này? Tôi nghĩ cả MU và Barca đều có tham vọng dự Champions League mùa tới và ghi dấu ấn ở đó. Mục tiêu có thể là lọt vào bán kết hoặc giành chức vô địch. Nhưng thực tế là MU và Barca đều đang ở Europa League. Điều đó cho thấy cả hai câu lạc bộ đều cần một cuộc đại cách mạng. Tôi nghĩ thật thú vị khi cả hai đội đối đầu nhau vào đêm nay, vì nó sẽ giúp ích cho cả hai câu lạc bộ. Với những bài kiểm tra như vậy, bạn sẽ trở nên tốt hơn. Xavi nói về De Jong và Ten Hag. Trước trận tiếp Quỷ Đỏ ở lượt đi vòng playoff Europa League, huấn luyện viên Xavi của Barca đã có những phát biểu đáng chú ý. Đầu tiên là những lời nói về Frankie de Jong. Cậu ấy thực sự rất rõ ràng. Cậu ấy muốn ở lại Barca. Cậu ấy chưa bao giờ muốn đến MU cả. Bây giờ de Jong là cầu thủ của chúng tôi. Tôi thực sự hạnh phúc và hài lòng với màn trình diễn, khả năng lãnh đạo của cậu ấy. De Jong đang ở trong một thời điểm rất tốt, giống như tất cả các đồng đội của cậu ấy. Tôi nghĩ de Jong đang hạnh phúc và trình diễn những gì tốt nhất của mình. Và đây là điều quan trọng nhất. Huấn luyện viên Xavi cũng khen ngợi Erik ten Hag sau những gì ông làm ở sân Old Trafford. Đây sẽ là một trận đấu lớn. Có thể cho rằng cả hai đội đều đang có phong độ tốt nhất cho đến thời điểm này của mùa giải. Tôi tin rằng Ten Hag chắc chắn
đang làm tốt công việc của mình. Họ đã gặp khó khăn nhưng bây giờ đang chơi rất tốt. MU là một đội mạnh với sức mạnh thể chất. Họ có rất nhiều cầu thủ tấn công hàng đầu. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Tôi hy vọng cả hai đội đều có màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất. Đó là thứ mà người hâm mộ chờ đợi. Ngoài ra, huấn luyện viên Xavi cũng đánh giá rất cao tiền đạo Marcus Rashford. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Rashford là mũi nhọn đáng sợ nhất trên hàng công của Man United. Cậu ấy là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu. Rashford rất nhanh, có khả năng dê bóng tốt ở các tình huống 1-1. Rashford cũng rất lợi hại ở khía cạnh chuyển đổi trạng thái. Man United phản công rất nhanh với những nhân tố như Garnacho, Jadon Sancho và Gakpoahos. Do đó, Barcelona cần có những ngôi sao có thể nhanh chóng lui về hỗ trợ phòng ngự. Chúng tôi cần phải lưu tâm đến tất cả những gương mặt kể trên. Thế nhưng theo tôi, Rashford là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu. Danh sách cầu thủ MU đấu Barca. Đội chủ sân Old Trafford công bố danh sách 21 cầu thủ hành quân tới sân vận động Camp Nou. Quỷ đỏ sẽ đối đầu với Barca vào lúc 0 giờ 45 rạng sáng ngày 17 tháng 2, thuộc lượt đi vòng playoff Europa League. Chuyện này, Quỷ đỏ không có lực lượng tốt nhất. Casemiro trở lại khi vắng mặt hai trận gần nhất. Tuy nhiên, Lisandro Martinez và Marcel Sabitzer bị treo giò khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng. Với Sabitzer, anh bị phạt khi khoác áo Bayern Munich. Trong khi đó, Anthony, Martial và Scott McTominay cũng không thể góp mặt khi chấn thương chưa hồi phục. Eriksen và Donny van de Beek thì nghỉ thi đấu dài hạn. Như vậy, Quỷ đỏ mất tới 7 cầu thủ khi chạm trán Barcelona. Danh sách cụ thể 21 cầu thủ của MU hành quân tới sân vận động Camp Nou như sau. Ở vị trí thủ môn, gồm David De Gea, Tom Heaton và Jack Butland. Tuyến hậu vệ gồm có Victor Lindelof, Harry Maguire, Malacia, Varane, Dalot, Luxor và Aaron Wan-Bissaka. Hàng tiền vệ là sự góp mặt của Bruno, Fred, Casemiro, Pellegrini, Zidane, Ibrahim và Kobbie Mainoo. Hàng công gồm có Marco Rashford, Jadon Sancho, Gakpoahos, Elanga và Alexander Garnacho. Bayern Munich ra giá bán Sabitzer. Theo truyền thông Đức, Bayern Munich đã quyết định bán Marcel Sabitzer vào mùa hè năm 2023 với mức giá hợp lý. Tuyển thủ áo đến Bayern với giá 16 triệu euro từ RB Leipzig vào tháng 8 năm 2021. Hợp đồng có thời hạn 4 năm của Sabitzer sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025. Cầu thủ 28 tuổi không thể cạnh tranh được với những Leon Goretzka, Joshua Kimmich hay Jamal Musiala và chỉ đóng vai trò dự phòng trong đội bóng của Julian Nagelsmann. Sabitzer gia nhập Man United theo dạng cho mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông sau chấn thương bất ngờ của Eriksen. Quỷ đỏ không có điều khoản mua đứt Sabitzer, nhưng theo Christian Fon của Sportbild, Bayern sẽ yêu cầu mức giá khoảng 20 triệu euro cho tiền vệ này vào mùa hè. Christian Fon mô tả đó là mức giá thực tế và sẽ không bất ngờ nếu cựu ngôi sao của RB Leipzig được Quỷ đỏ giữ lại. Sabitzer đã ra sân 3 lần cho đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag cho đến nay và chơi khá tốt. Thật tiếc khi anh sẽ không có mặt trong trận đấu với Barcelona tại Europa League vào tối ngày hôm nay do bị treo giò khi đã nhận đủ 3 thẻ phạt ở Champions League đầu mùa giải năm nay. Bebatov tiến cử tiền vệ hoàn hảo cho MU. Theo Dimitar Bebatov, tiền vệ người Anh hứa hẹn sẽ trở thành một sự bổ sung hợp lý tưởng cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Dù được Bellingham trở thành gương mặt hot trên thị trường chuyển nhượng, tiền vệ người Anh thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều đại gia châu Âu. Theo cựu tiền đạo Dimitar Bebatov, Bellingham là chữ ký hoàn hảo với Man United. Quỷ đỏ có thể trẻ hóa hàng tiền vệ. Chia sẻ với Betfred, Bebatov bày tỏ quan điểm: Bellingham lọt vào mắt xanh của mọi câu lạc bộ lớn trên thế giới. Cậu ấy trình diện lối chơi chững chạc, đáng ngạc nhiên so với độ tuổi của mình. Khi chúng ta đang thảo luận, nhiều đội bóng đã có kế hoạch săn đón Bellingham. Bellingham là người Anh, do đó tôi nghĩ cậu ấy mong muốn trở về xứ sở sương mù và chứng tỏ bản thân ở Premier League, giải đấu lớn nhất thế giới. Bellingham chắc chắn mong muốn thi đấu ở Champions League. Đó là một trong những yếu tố mà cậu ấy chắc chắn sẽ cân nhắc khi lựa chọn biển độ mới. Tôi sẽ hào hứng nếu Man United ký hợp đồng với Bellingham hơn là chiêu mộ một tiền đạo mới. Theo quan điểm của tôi, Bellingham là một hợp đồng hoàn hảo với Manchester United. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.